Chào các bạn, mình là Top Khám Phá đây. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề 6 trường hợp con người nhớ được tiền kiếp của mình. Những câu chuyện kinh ngạc về con người. Sự luân hồi là một chủ đề hấp dẫn của các nhà khoa học trong một thời gian dài, tuy nhiên hiện tượng này chưa được giới khoa học công nhận và phải đứng ngoài gì à. May mắn thay, hiện tượng này đã bắt đầu thu hút sự quan tâm nghiêm túc của cộng đồng khoa học trong thời gian gần đây. Cho đến ngày nay, có nhiều phát hiện đang kinh ngạc được tìm ra và cũng có nhiều nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu những hiện tượng khó giải thích này ít nhất là từ thế giới quan khoa học duy vật. Các hiện tượng giống như luân hồi thuộc về khoa học phi vật chất, một lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi nhiều hơn sự chú ý. Như Nikola Tesla đã nói, cái ngày khoa học bắt đầu nghiên cứu các hiện tượng phi vật chất, sự tiến bộ trong một thập kỷ nghiên cứu còn hơn cả thế kỷ nghiên cứu trước đó. Nhà tâm thần học Jim Tucker của Đại học Virginia được cho là người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Vào năm 2008, ông cho xuất bản một bài báo về các trường hợp được cho là minh chứng cho sự luân hồi trên một tạp chí sau đây là một số trường hợp mà trẻ em có thể nhớ được quá khứ kiếp trước của mình. Sam Taylor. Sam Taylor mà một đứa trẻ mà tác cơ đã nghiên cứu và ghi lại. Ông nội của Sam qua đời được 18 tháng thì em được sinh ra, đầu tiên cậu bé bắt đầu nhắc lại chi tiết về quá khứ kiếp trước của mình khi mới chỉ hơn một tuổi. Khi cậu bé được một tuổi rưỡi, cậu nhìn cha mình đang thay tã và nói, khi ta ở tuổi con, ta cũng đã thay tã cho con như vậy. Sau đó cậu bé bắt đầu nói thêm về việc cậu chính là người ông nội đã qua cố thậm chí, cậu bé còn kể chi tiết về cuộc đời của ông nội, rằng cha mẹ của ông đã phất lờ khi ông không thể học cách qua đường, hay như việc chị gái của ông đã bị giết hại và vợ của ông đã chăm sóc ông những ngày cuối đời như thế nào. Thật là một trường hợp đáng chú ý, phải không? Ryan, cậu bé đến từ Midwest. Câu chuyện của Ryan bắt đầu khi cậu bé 4 tuổi. Cậu bé bắt đầu mơ thấy nhiều cơn ác mộng khủng khiếp. Khi cậu bé tròn 5 tuổi, cậu bé nói với mẹ rằng con đã từng là một người khác. Cậu cũng thường nói về việc về nhà ở Hollywood và cậu xin mẹ mình đưa cậu tới đó. Cậu nói với mẹ những câu chuyện chi tiết về việc gặp gỡ các ngôi sao như Rita Hayworth, khiêu vũ trong xưởng sản xuất Broadway và làm việc trong một chi nhánh nơi mà mọi người thường thay đổi tên họ. Cậu bé cũng nhớ rằng tên con phố mà cậu từng sống có từ Rock trong đó. Cindy, mẹ của Lion nói rằng câu chuyện của nó rất chi tiết và có hiểu biết rộng lớn, một đứa trẻ không thể làm được như vậy xin đi quyết định kiểm tra một số cuốn sách về Hollywood ở thư viện địa phương, bà nghĩ rằng sẽ có một số thứ hấp dẫn con mình và thật sự như vậy. Xin đi nói rằng khi cô tìm thấy một bức ảnh mà cậu bé tuyên bố đó chính là kiếp trước của mình, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Họ quyết định tìm sự giúp đỡ của Tucker, người đã nghiên cứu những trường hợp tương tự. Sau khoảng 2 tuần, một người trông coi việc lưu trữ các bộ phim ở Hollywood đã xác nhận danh tính của người trong bức ảnh bức ảnh được lấy từ bộ phim có tựa đề Night After Night, và người đàn ông đó là Marty Martin, người cùng làm phim và sau đó trở thành một đại lý lớn ở Hollywood trước khi qua đời năm 1964. Martin thực sự đã khiêu vũ ở Broadway, làm việc cho một chi nhánh nơi mà tên của các sân khấu thường được đổi theo chủ mới. Ông cũng đã đi tới Paris và sống ở 825 North Raspberry Drive, Beverly Hills. Đó là tất cả những chi tiết mà Ryan đã nói với Tucker trước khi khám phá ra thân thế kiếp trước của mình. Ngoài ra, Ryan còn nhớ được mình có bao nhiêu người con và đã cưới vợ bao nhiêu lần. Có tổng cộng hơn 55 sự việc đáng kinh ngạc mà Ryan có thể nhớ được từ kiếp trước. Chanai cho ông Lai Wong. Chanai là một cậu bé người Thái Lan, khi được 3 tuổi, cậu bé bắt đầu nói rằng có một thầy giáo tên là Bua Kai, người đã bị bắn và giết chết khi đang lái xe đến trường. Cậu bé cầu xin được đưa đến chỗ cha mẹ của thầy Bua Kai, người mà cậu bé xem như cha mẹ của mình. Cậu bé biết ngôi làng mà họ sống và cuối cùng đã thuyết phục được bà của cậu đưa đến đó theo nghiên cứu. Bà của cậu bé nói rằng sau khi họ xuống xe buýt, cha Nai dẫn bà đến ngôi nhà nơi đôi vợ chồng già sinh sống. Cha Nai nhận ra đôi vợ chồng là cha mẹ của thầy Bua Cai Lo người bị bắn và giết trên đường tới trường 5 năm trước khi cha Nai chào đời. Điều thú vị là Cai và cha Nai có một số điểm tương đồng. Cai bị bắn từ đằng sau, có một lỗ tròn nhỏ ở đằng sau đầu và một vết thương lớn ở đằng trước. Cha Nai sinh ra đã có hai vết bớt, một vết nhỏ tròn ở sau đầu và một vết lớn không có hình dạng cụ thể ở phía trước. Trường hợp của PM PM là một cậu bé được sinh ra vào 12 năm sau khi anh trai của cậu chết do ung thư nguyên bào. Anh trai của cậu được chẩn đoán sau khi bắt đầu đi khập khiễng, sau đó bị ngã và gãy chân trái. Do điều trị nên cậu bé bị rụng tóc và có một cục bướu nhỏ trên đầu và tay phải. Tại thời điểm cậu bé chết, cậu bé chỉ mới 2 tuổi và bị mù mắt trái. PM sinh ra với ba vết bớt trùng khớp với các thương tổn trên cơ thể của anh trai cậu. Cậu cũng bị mù mắt trái khi bắt đầu tập đi, cậu bé cũng đi tập tĩnh một chân bên trái. Khoảng 4 tuổi rưỡi, cậu bé nói với mẹ rằng muốn trở về ngôi nhà cũ của họ, cậu mô tả nó chính xác tuyệt đối. Cậu bé cũng nói về việc phẫu thuật điều trị đầu của anh trai mặc dù chưa bao giờ được nghe kể. Kendra Carter Khi Kendra bắt đầu học bơi năm 4 tuổi, cô bé lập tức phát triển tình cảm gắn bó với huấn luyện viên của mình. Sau đó không lâu, cô bé bắt đầu nói rằng con của huấn luyện viên bị chết và cô này đã bị ốm, và đứa con đã bị đẩy ra ngoài, Mẹ của Kendra luôn luôn theo dõi tiết học của con, và khi bà hỏi Kendra tại sao lại biết những điều này, cô bé trả lời con chính là đứa bé ở trong bụng cô ấy. Sau đó, Kendra đi vào mô tả chi tiết việc sinh non và sau đó mẹ của cô bé đã phát hiện ra thật sự huấn luyện viên đã từng bị đẻ non 9 năm trước khi Kendra ra đời. James Lining ơ. -er. Trong trường hợp này, James mới 4 tuổi và sống ở Louisiana. Và cậu bé tin rằng mình đã từng là một phi công ở Thế chiến 2 và bị bắn hạ trên bầu trời Iowa một hòn đảo mà Hoa Kỳ chiến đấu năm 1945. Lần đầu tiên cha mẹ của cậu bé nhận ra là khi James bắt đầu gặp những ác mộng, tỉnh dậy và gào thét tai nạn máy bay và lửa đang cháy ở máy bay. Cậu bé cũng biết chi tiết về máy bay của Thế chiến 2 và điều này là bất khả thi với một cậu bé. James cũng nhấn mạnh rằng kiếp trước của mình đã từng bay trên một con tàu có tên Natoma. Điều này đã phát hiện ra đúng là một tàu sân bay có tên USS Natoma. James nói rằng, kiếp trước cậu cũng tên là James và thật kinh ngạc là trong phi đội của tàu USS Natoma cũng có một phi công tên là James Huston. Hãy tự hỏi, làm thế nào mà một cậu bé 2 tuổi ở Louisiana biết được về thế chiến 2 và các chi tiết của máy bay?